Minh Khang, 12 tuổi, một cậu bé tài năng, bản lĩnh trên sân khấu, một diễn viên nhí tài năng đang được khán giả yêu thích với bộ phim Cô gái đến từ hôm qua. Anh chàng có biệt danh là ông cụ non bởi sự chín chắn và hơi già trước tuổi của mình trên màn ảnh. Anh chàng Gia Kiệt, biệt danh là Cóc 8 tuổi, là con trai đầu lòng của ca sĩ Trương Đan Huy, người một thời làm tan chảy biết bao trái tim người hâm mộ. Anh chàng này thừa hưởng rất nhiều gen di truyền từ bố, đẹp trai, tự tin. Võ Tấn Bình Minh, cô công chúa nhỏ 6 tuổi của diễn viên Bảo Trân và đạo diễn Võ Tấn Bình của bộ phim Hương Phù Sa nổi tiếng một thời. Cô em gái út khá nhõng nhẽo, đóng đánh và thường thích làm theo ý mình. Trong những diễn biến ở tập đầu tiên, khán giả đã được làm quen với ba nhân vật đặc biệt của chương trình, được chứng kiến những bỡ ngỡ đáng yêu trong buổi đầu gặp gỡ, kết thân và cả những khó khăn mà các con đã vượt qua tại vùng đất hứa. Một cơn mưa rào kéo đến giữa tiết trời oi bức của mùa hè đã làm cho không khí trở nên mát lành một cách dễ chịu và giúp cho ba anh em có cơ hội được nghỉ ngơi dài hơi trong túp lều lý tưởng. Nhìn thấy con chó nào nhỏ nhỏ mà dễ thương, Mày ăn cũng động đậu nó luôn. Em giỡn á. Bây giờ là mình tắm rửa, mình nghỉ ngơi xong rồi, thì bây giờ anh có một công việc dành cho hai em thôi. Đó chính là bây giờ là nhà mình hết củi rồi. Em xin vòng vòng mấy cô chú hôm nay nè, xin cho anh một đống củi mang về. Và giờ là thời điểm để đi kết thân với hàng xóm xung quanh. Con hận với Sình nha. Anh phải làm nhanh lên đó nha. Rồi bây giờ đi tới đây hết Sình nè. Cảm giác đã hơn rồi nè. Em xin đi được không? Em nói gì? Em nói là chú ơi cho con miếng, cho con khúc gượt củi. Ba ơi ba, ba cho con củi được không? Tại bên chỗ nhà kia hết củi để, nấu đồ ăn á bà. Cần con nấu cơm phải không? Dạ. Bắt người ta đẩy không mờ. Đi hên khoan còn đã hơn nữa. Đi, chính Sình tùm lum mà. Thôi không đi bên đây đâu, đây có Sình tùm lum. Ba cho con nhiều củi nha bà. Nè bỏ lên đi. Ủa bà sao nhà bà nhiều củi vậy? Nhà bà nấu củi, củi để nấu nước, nấu cơm. Hàng gì cũng nhiều củi. Thôi như đây cũng đủ rồi, đủ rồi phải không? Con đến đây làm gì? Dặn tí đây để đến thi chương trình con đã khung lớn. Ờ, con ở đâu? Bây giờ con về. Chào con ở chung với bà ngoại con. Chào em màu cao. Thì con chưa bao giờ mà chặt cỏ này hết. Chỉ có hồi xưa con có một cây mía ở nhà. Con hay ra đó con chặt mía nha. Lúc đầu là con cũng nghĩ cây mía nhưng mà thấy nó không có trái nên tưởng không phải đâu. Con cơm với gì? Dạ ăn cơm với trứng. Con có gì ăn không? Dạ con không. Trứng không hả? Dạ. Tội nghiệp quá bà cho con tàu canh nha. À, cũng được á bà. Mà cầm đi. Rồi. Cầm đi, nhớ đi. Nóng quá. Không có nóng. Nhớ đi cẩn thận nha. Vậy là bữa cơm tối nay sẽ có thêm món canh ngon lành của người hàng xóm tốt bụng. Cố gắng đi con. Xin được gì chưa? Bài cho tôi canh. Đây củi đủ chưa? Đủ rồi em. Minh ơi! Bé Út đâu rồi? Em đây. Em biết cách mang chưa? Nè thấy ngón tay cái không? Em mang vậy được không anh? Được. Anh ơi em cắt chưa xong nhưng mà tỷ cái này to quá. Ừ to quá thì cãi đi không sao đâu. Anh cần sự giúp đỡ của hai em. Đem lại tập trung một chỗ đừng cho bò ăn nha. Em sẽ giúp. Đen tốt lên bắt trả lại bắt cô gà. Nè cầm nè. Em cũng sợ rắn vậy. Đâu có rắn đâu mà. Mình đeo bao tay vô nữa đâu có sao đâu. Không sao hả ông nội?
Nè. Em đứng đó đi. Em đứng đó đi gọi em lại mà anh đưa cho em, hiểu không? Và sau khi phân công lao động thì công tác vận chuyển đã đi vào quỹ đạo. Không bớt đi, cầm ở dưới á, nó nặng á. Hơi nặng chút. Rồi đủ rồi đó. Anh khe cũng lên luôn đi. Bỗng nhiên cô nàng Bình Minh chẳng nhấc nổi đôi chân. Bây giờ nè, anh phân công từng đứa nè. Ủa sao tháo bao tay ra? Em tháo bao tay ra. Tại sao phải tháo? Không làm nữa hả? Em tháo bao tay ra cho nó mát một chút. Trời ơi. Thôi, rồi đi, kệ đi. Em còn nhỏ mà. Trong khi những người đàn ông đang hăng say lao động, thì cô nàng này cứ say sưa tập đếm. Em biết con bắt không? Bắt con gì? Em không biết. Chưa nghe bao giờ hết. Con bắt giống như con đĩa vậy á. Hồi xưa anh chơi với lại cái bé kìa. Cái bé đó là tên là Hà My, đóng trong phim Cô Gái Tuần Qua. Cái đang đi bờ suối, cái tự nhiên có con đó nó cắn vô cái chân á. Nhưng mà anh sợ nhất là mấy cái sình này nè cũng có luôn. Tại sao có? Thì nó sống trong mấy này nè. Đúng rồi. Anh cũng không biết rõ nữa, nhưng mà anh chỉ nghĩ vậy thôi. Em biết điều gì không Minh? Ý anh là sao? Có một con. Ý anh á là khi mà em đã mang vô tay vô thì anh đã xong việc. Vô cho bò ăn. Mấy bỏ vô khay nó ăn luôn rồi. Nó ham ăn dễ sợ luôn. Đâu, tại đói lắm mà. Đói lắm rồi. Ba mẹ ăn đi ba mẹ. Cái đi. Em đưa cho con bò mẹ ăn, mình phải đút cho nó mới thích. Mấy em thích thời tiết như thế nào? Nắng. Anh cũng vậy. Anh ghét mưa lắm. Mưa nó dơ lắm. Miệng thì nói ghét đấy, nhưng mấy ai biết rằng vào cơn mưa buổi trưa, anh Hai Khang đã hào hứng như thế này. Bò mẹ ăn đi bò mẹ. Chó đang ăn á. Ủa tại sao em biết bò mẹ? Con bò mẹ ăn dữ lắm. Bò mẹ ơi, của bò mẹ đây nè. Bò mẹ ăn đi bò mẹ. Ăn đi. Chắc phải đút nó từng cọng nó mới ăn á. Hay chưa? Rồi, giờ dẹp xe. Dẹp đi. Với lại anh nói là hết nước rồi đó nha. Xài cho cẩn thận. Bà mẹ ăn đi, chị cho bà mẹ ăn đó. Với thầy đứa con nó sẽ hoài hơn người mẹ. Mấy đứa. Dạ. Xong rồi vô trong nhà anh nói chuyện. Vô nhà. Rồi nhà ơi. Chuẩn bị, làm việc. Việc của tụi nó là đắp để trứng gà đó. Rồi, để trứng gà cho tôi. Ghê quá à. Mấy em để trứng gà cho tụi chị nha. Mấy em không muốn hả? Không sao đâu mà. Chờ ai thật lâu, có gì sai từ đầu. Chuyện đang xảy ra là gì? Làm tôi buồn thêm nữa đi. Giờ tiếp tục hay rút lui hay là lặng im? À ơi, mình đứng sao vậy mới thấy nè. Giờ không có nước làm sao đây? Lỡ tìm thấy trứng rơi ra ngoài bỏ vô. Kia bị bể rồi. Anh ơi, có quả trứng bị bể rồi. Thời gian trôi đi. Gì? Quả trứng bị bể rồi. Cái quả trứng kia kìa. Với lại em mới có tìm thấy được một quả trứng này à. Không biết tìm ở đâu đây. Ê, em phải bởi. Mà nó còn nguyên dạng. Còn bao nhiêu trứng? Có 2 trứng à. Trứng gà đã tìm thấy. Giờ thì nhanh tay rửa nồi để nấu cơm thôi nào. Nó thấy cái nó tưởng em ăn cắp của nó rồi lại nó mổ. Cái đó là con công đó. Ở kéo vô nè. Ê. Sợ không? Em dụ rồi ăn cái. Giờ anh có cái này nè, giờ mình lấy một cái ly đi. Mình để ngay mình gì? Với mình ngay cái chỗ mà
mà ngay chỗ mà sữa của bò đổ xuống á, rồi để đó chị nồng bò chị nhảy sữa xuống thì lấy sữa uống, sữa bò. Tao sẽ nhảy rồi tụi bay coi. Rồi nhảy đi. Các quý ba ra, hãy nhìn ảnh nhảy. Rồi ối luôn đây, đi. Hãy xem anh nhảy đây. Ơi ơi chẳng biết nói gì. Đó anh nhảy đó, nghe chưa? Đâu có gì hay đâu. Chỉ lắc qua lắc lại à. Lên. Mấy gà ở lên trên đây hết trơn rồi. Các quý gà, tập hợp, xếp hàng. Kiệt, lại đây giữ nha anh. Giữ gì? Giữ vào nước. Giữ vào nước. Ừ, đừng có cho nó bung lên nha. Em cho con gà. Anh cầm ơi, mắt đái quá, đái cái đi. Trời ơi là trời. Mà toilet đâu vậy? Bây giờ xẻ đại đi giờ chứ biết đâu rồi. Trời ơi. Thái đại chủ có nước à. Bây giờ anh chỉ có nói một câu thôi, anh hỏi tụi em anh thấy anh đẹp trai không? Đẹp trai. Xấu trai. Ờ, đẹp trai thì em cứ ngồi yên đi. Còn mày đi ra nhặt củi cho tao. Ngồi xấu trai ca kêu tha ra nhặt củi. Và tất nhiên là anh Ba Kiệt chẳng giải gì mà đi nhặt củi trong đêm tối thế này. Và khi vừa đặt lưng xuống giường để nghỉ ngơi một chút thì đã nghe âm thanh quen thuộc. Kiệt ơi. Quê có tôi em. Bây giờ em biết làm lửa không? Làm lửa là đốt hụt quẹt lên hả? Ờ. Rơm ở ngoài ngoài chuồng bò nè. Lấy một nhóm đốt lên. Xong rồi cho nó cháy đi rồi bỏ củi lên liền. Nha. Xong rồi canh cho lửa hiểu không? Còn thấy mà nó hết cháy rồi đó, lấy quạt quạt. Giờ mình cứ vo vo vậy nè. À, đừng có cho rạo gạo rớt ra ngoài nha. Có ở nhà có bao giờ nấu gạo bây giờ chưa? Chưa. Nấu cơm chưa? Chưa. Chỉ lâu lâu rửa chén nè. Lấy nước gạo á đắp lên mặt. Tốt lắm á. Đẹp da đẹp da. Bò ăn đi bò. Nhiều chuyện định nói gì đúng không? Anh ơi, giờ còn nhiêu đây đủ chưa? Đủ rồi đó. Rồi, có chuyện gì kêu anh ra liền. Dạ, còn ở nhà với cha mẹ coi là không cho con đụng vào mấy thứ nguy hiểm và quan tâm tới lửa. Dạ, con lỡ tay đi, lấy tay con đụng vô hộp quạt, phỏng tay. Dạ, phỏng tay. Thế ơi, mày làm em đi. Biết không làm. Biết làm hả? Lấy đèn cầy đốt lên. Nhưng phỏng tay. Cứ vo vo đi, chừng nào đợi anh ra ấy nha. Trời ơi, con trai Nam Nhi mà sợ phỏng tay không biết sao nữa trời. Anh bị đứt tay anh có sợ đâu. Anh bị đau gì đâu. Chắc trái trên kìa. Rồi, bỏ củi lên. Lấy quạt quạt. Đúng là kinh nghiệm ngàn năm. Anh nhớ mang con công ra nha. Đầu tiên á, con làm á thì mất cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để làm ra lửa. Nó khó lắm. Nhưng mà giờ rút được kinh nghiệm là sẽ lấy một đống rơm đốt lên, xong bỏ vô, rồi mới bỏ củi vô thì nó sẽ cháy nhanh hơn. Còn nếu mà nó bị tắt á thì lấy quạt quạt cho nó cháy thôi. Ngon. Chạy đúng không? Lăn. Lăn. Lăn vô nè. Lăn vô coi. Em ra em là em ấu một cái tổ hình tròn để cho con chó ngủ nha chứ. À, là đúng rồi đó. Con thích con chó nó dễ thương, con có lòng yêu động vật. Ê, lấy này cho con chó ngủ nè. Ông tụi mình phải ấp tổ rồi đã, ấp chưa? Anh nước gì anh đỡ ở đây luôn, thấy vui quá à.
Đây không phải là đồ ăn cho mày, đây là cái tổ ấm áp cho mày á. Nằm lên ngủ đi. Lên đây nằm nè, để đánh dụ dụ cái. Lên lên đây qua đây. Đi đi. Ê! Nó thấy ta, nó bò hơi là hai anh hoài à. Nó còn đi theo em nữa mà. Rồi nằm đây ngủ đi. Nằm nằm ngủ đi. Nằm ngủ đi anh Thương. Ê rồi rồi. Ê. Đi theo anh. Nó thả chó đi luôn đi. Nó còn đi theo em nữa mà. Lần đầu thì con nấu bằng thau, nhưng mà lần thứ hai con nấu bằng cái son, là tại vì là con thấy nó chưa bao giờ mà ai nấu gạo bằng thau hết. Lúc đầu mà con nấu bằng thau là tại vì lúc đó con rối quá, con không biết con làm cái gì nữa. Nên con thấy cái nào đựng được gạo thì con bỏ vô. Bây giờ hai cái trứng đâu có làm đủ đâu. Chị gà mái, cho em xin mấy quả trứng em nấu cơm cho gia đình em ăn được không chị? À cảm ơn. Miêu có nói không mà cảm ơn. Đừng bỏ em nha chị ơi. Để em nhìn kia chứ. Cứ coi chừng tí. Thấy chưa? Rồi em lấy đây, em bóp thử trứng coi. Sợ nó mổ mà. Vậy em có cái này nè, vậy em bỏ cái trứng vô. Mà mình cho nó bay lại, nó lấy xong với ngày lúc đó mình lấy quả trứng trong chuồng nó lại ra liền. Anh hơi xảo quá, hơi khổ. Hư quá. Cô anh nè, đeo cho nó mổ khỏi đau. Em gái tốt ghê chưa, còn anh ba gì đâu, gì ngồi nói không làm. Thì kệ ta chứ. Come on, lẹ. Lấy lại lên. Lẹ. Lẹ lên. Dạ, cảm ơn nhà gà đã cho tôi trứng để tụi tôi nấu gà. Con cảm ơn chị. Rồi rồi đó. Em trứng xong em bỏ vào cái tô đúng không anh? Bỏ vào cái chén nè. Trứng hôm nay sẽ bự hơn trứng hồi sáng. Rồi chở lật ngược lại anh, lật ngược lại. Nè, mẹ em nhìn kiểu này nhìn giống mà kiểu mẹ em làm ở nhà nè. Lần này là ăn hai chén nha, cho bằng mấy anh nha. Nè, nè miếng này không có đen nè. Không sao đâu. Bữa đen hết ăn cũng được mà. Đây là bữa cơm thấy anh nấu sao? Ngon. Ngon ha? Mà ngon hồi sáng nhiều. Ừ. Anh thấy hồi sáng anh cũng nấu dở. Mình nấu còn khẹt, còn chê mình nữa. Đó là lần đầu tiên. Tôi rút kinh nghiệm là không làm cho cơm cháy nhưng làm hơi dẻo. Đúng rồi đó. Nhưng cái trứng thì cũng giống như hồi sáng. Kinh nghiệm của anh á là đốt miếng rơm để dưới xong rồi để củi trên cho nó mau cháy. Thì cái đó mình làm cơm nó nhanh hơn. Mai tụi em làm nha. Chơi luôn. Thôi. Thường nhà em ăn mấy chén? Một. Có lâu lâu em ăn tới 4 chén lận á. Tại sao ăn có một chén vậy? Được rồi. Chắc mẹ nấu dở đúng không? Đâu có. Tại em còn nhỏ. Vậy là bữa tối ngon lành đã trôi qua trong sự bất bình của một ai đó và cả sự hài lòng của một vài người. Đem đi dám không? Rồi, đây. Nè. Anh làm nhanh lắm đó nha. Lao đi kìa. Cái nào làm rồi? Cái này nè.
Nhưng cái này chưa rửa nha. Thôi cái này để để anh làm hết luôn cho chứ thấy chưa sạch gì hết trơn. Thấy ta làm mình đứng coi giờ giùm tôi mà. Các bạn nhỏ hãy cùng nhau hợp sức khám phá báu vật giấu trong những chú heo rất xinh xắn. Những báu vật này chính là những tấm thẻ ưu tiên được sử dụng trong bữa sáng ngày mai. Hãy chọn một thành viên tinh nhuệ nhất trong gia đình để trở thành anh hùng heo đất. Vậy ai đập trúng đó người đó sẽ là anh hùng. Không à, anh biết ai tinh nhuệ à, để anh làm cho à, tại vì anh tinh nhuệ nhất. Bây giờ em muốn ai đập? Anh này đập nha. Em đập. Thôi để em đập đi. Anh cũng đâu đập đâu, thấy không? Anh cũng nhường cho em nhưng mà bây giờ là nhỏ nhất thì phải đưa cho bạn này đập. Để em nhắm. Hiểu không? Rồi, xác định được thẳng. Yeah! Rồi, đưa cho. Mà lùn quá, em sợ đánh không tới á. Thì đưa tay cao lên là vừa rồi. Thích ăn phở hay hủ tiếu nói anh nghe. Xôi. Tàu lao. Bây giờ đoán nè, cái con heo màu vàng á là cái con là cái gì ta? Là khoai lang. Đây là bánh mì, hủ tiếu, xôi, phở. Và bây giờ người sẽ đập những con heo này. Không ai hát, đó chính là cô gái của chúng ta. Bắt đầu. Đi thẳng. Đi thẳng. Thẳng. Xích qua, xích qua. Ngừng lại. Bên tay phải. Quay qua anh kia. Qua anh kia là qua anh đâu trời? Đi lùi lại. Thôi để quay mặt nha. Lại. Em nói thì ta quán. Ê, khoan đánh. Quay qua anh kia. Qua bên phải. Phải hả? Ừ. Được rồi, đứng quay bên phải. Đập. Đừng. Khoan đập. Bên phải. Quay bên phải nữa. Phải ba bước. Được rồi. Chưa đập. Lùi xuống 5 bước. 3, 4, đập. Rồi, đập đi. Xoay qua. Xoay qua bên trái. Một tí thôi, xoay qua bên trái một tí thôi. Anh kêu xoay qua bên trái chứ không phải là xoay qua bên phải. Bên trái, hiểu bên trái không? Thôi khổ đi. Cái đường khổ. Bên nó không phân biệt được. Em kêu nhớ coi. Bên trái. Tay nào là tay trái? Ừ, thì quay qua. Quay qua bên trái. Bên nào cũng được, quay đi. Rồi đập đi, đập. Đúng rồi, cảm giác chưa? Rồi đập. Nhảy lên đập. Nhảy lên. Thôi đừng nhảy. Đập đập cái cây thẳng lên. Đúng rồi. Cứng, không biết. Cái đó trâu mà. Khoan đập anh nha, đừng đập anh nha. Rồi con máy gì đâu trời cho mày máy. Nhảy lên nào, nhảy lên. Đúng rồi. 1 2 3. Đúng rồi. Dạ bởi cái đít ra. Bởi cái đít. Để nó xuất xuống đi em được một cái bát. Món gì em ghét nhất? Trong phở. cái này nè, phở ha. Và đây là kết quả, đây là hủ tiếu Nam Giang. Ngày mai thì có thể là cho Kiệt ăn được đó. Ê, không được, không kiểu đâu. Phần thưởng đó là món hủ tiếu Nam Vang. Bây giờ sẽ cho tụi con thêm một lựa chọn nữa. Đó là sẽ được đọc một lần nữa. Đi thẳng. Thẳng rồi ơi. Thẳng nữa. Sao dẫn nữa? Quay phải. Rồi phải đập. Không, khoan, quay phải. Xoay người qua bên phải. Xoay người qua bên phải. Thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa. Rồi, đi thẳng. Đi thẳng. Đúng rồi, rồi đập đi. Đập. Đưa lên cao và đập. Đưa cao hơn. Đúng rồi. Rồi rồi đó, mở mắt ra. Chúng ta phải ăn món này rồi, phở, đúng không?
kiệt là không có chỗ phở nữa. Ê! Ai chỉ trọng phở vậy? Phở vậy? Phở vậy? Nói rồi, mà chỉ cho ta trọng xôi đi mà trọng phở. Nói rồi, chỉ cho em món mà xôi đi. Thôi, em thích ăn phở hay hủ tiếu? Hủ tiếu. Hủ tiếu hả? Xong chọn phở cho anh Kiệt khỏi ăn, chọn phở cho anh Kiệt khỏi ăn. Từ nay chúng ta sẽ chọn hủ tiếu Nam Giang nha. Thôi, vậy thôi em không ăn luôn. Thường bữa là tụi em chọn hết rồi, thì bây giờ anh sẽ chọn là hủ tiếu Nam Giang, không có đứa nào nói nữa nha. Con thích phở và con chọn hủ tiếu tại vì con nhường cho Kiệt, tại vì Kiệt rất là ghét ăn phở. Về cái đi. Ôi xui quá. Về cái đi. Một. Lại. Một, hai, ba. Yeah. Gì mới hai ve rồi. Mà mệt muốn bỏ luôn đi. Vô ngủ. Cái chuyện vui đi. Và bây giờ là chuyên mục kể chuyện xưa, đêm khuya. Hồi xưa có cái ông kia nè, ông đi lên lầu, vậy như là vợ ông với anh chở á. Xong rồi cái ông đi. Mà lúc đó là ông đi bộ đội mới về. Xong rồi lúc đó là ông thấy cái căn nhà hoang. Lúc mà vừa mới bước vô á, ông mới nghe cái tiếng cọt kẹt. Thoang thoảng qua tai á là hỏi anh về đến nhà rồi hả? Cái tự nhiên cái cửa tự động mở ra. Ổng bị ai đẩy vô á. Xong rồi ổng chỉ nghĩ là không có gì đâu, chắc là do dắp cục đá té thôi. Em cười kiểu gì vậy? Anh ơi, chàng có chuyện ma đó. Chuyện vui giùm em cái đi. Thì anh đang kể chuyện vui mà. Chuyện vui mà hay giống chuyện buồn thì đúng hơn. Không giống chuyện ma thì đúng hơn á. Bà nó nói là thôi để anh kể chuyện ma cho. Hồi ngày xưa. Không, em không dèo đâu. Anh chồng nó trước đó. Anh kể chuyện ma đó. Anh kể chuyện vui mà. Em nói chuyện kia. Mà con chim mà nó bay hoài nó rụng cánh. Nó bị rụng cánh. Chào mấy bạn nha. Một buổi tối ấm áp với rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn, hòa lẫn tiếng cười, nước mắt và cả niềm hy vọng cho bữa sáng ngày mai. Và kỳ nghỉ hè của ba anh em tại vùng đất hứa chỉ mới bắt đầu khởi động mà thôi. Còn rất nhiều tình tiết đầy hấp dẫn và thú vị trong những điều mới mẻ đang chờ đón ba bạn nhỏ trong tập tiếp theo của 24 giờ đổi nhà. Thấy cô đẹp quá. Vậy hả? Dạ, cho con nhiêu đây luôn. Nhân lượng bộ trẻ trẻ nha. Con còn có 3.000 rồi đi bán từ sáng giờ. Đi. Em một cái coi. Không. We are friends. Dù ngày nắng hay đêm tối đen, we are friends. Nụ cười thắm luôn trên khóe môi.